Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Và trong clip lần này, Tú xin phép sẽ được đưa các bạn đi tham dự một cái sự tiệc của Yamaha. Trong cái sự kiện lần này thì Yamaha sẽ ra mắt trình làng một cái mẫu sản phẩm, một cái đối thủ cạnh tranh kỳ hoành tráng trong thời gian tiếp theo trên thị trường, đó là dòng Space Park 200. Và như các bạn đã biết thì các cái phân khúc như là Bose S1 Pro và Air1 Compact của JBL hay là Evo Reverse 8 của Electrovoy cũng là những cái dòng loa portable cầm tay rất là hot trong thời điểm vừa qua đã được ra mắt. Cụ thể lần này Yamaha sẽ tiếp tục đưa ra thị trường những cái dòng loa Column Array, và đặc biệt trong cái sự kiện lần này thì đó có sự xuất hiện của Space Park 200 với rất nhiều cải tiến và các cái phần công nghệ khác nhau. Và cụ thể như thế nào thì bây giờ Tú xin mời quý vị và các bạn bớt chút thời gian để cùng Tú tham dự sự kiện ra mắt mẫu sản phẩm Space Park 200 của Yamaha các bạn nhé. Xin mời. Ok thưa các bạn, và sau quá trình di chuyển thì hiện tại thì mình đang có mặt tại phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và đây là một cái quán cà phê địa điểm mà Yamaha sẽ tổ chức sự kiện ngày hôm nay. Thì bây giờ cũng đã sắp đến giờ rồi. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào phía bên trong để có thể là xem được cái phần bày trí của hãng như thế nào nhé. Và tiện thể đây thì có bạn Thái đến từ Yamaha, cũng là đơn vị phân phối của HD Radio. Ok, cảm ơn Thái. Có lẽ lát nữa anh em mình sẽ gặp nhau ở phía trên nhé. Rồi, xin mời các bạn. Đó, thì đi ở cửa các bạn thì thấy ngay nó sẽ có một cái standy cứng để đây với cái sự kiện ra mắt sản phẩm Space Park 200. Ở dưới này thì sẽ xuất hiện thêm đó là hai mẫu sản phẩm trong năm 2022 thì hãng đã ra mắt, đó là Space Park 1K 1K2 và DXL 1K. Và lát nữa thì lên kia có lẽ chúng ta cũng sẽ thấy được hai mẫu sản phẩm này. Ok, tiện thể như loa thì các bạn thể thấy thì chúng ta sẽ có luôn cái không gian cà phê rất hay. Đó, giới thiệu cho quán luôn. Và mẫu loa này thì hiện tại là nó sẽ được thiết kế đó là hai củ loa. Và hai củ loa này thì với cái kích thước là một củ loa quad, một cái củ loa đồng trục ở đây với đường kính là 8 inch tương đương 220 cm, và nó sẽ có một cái loa twister là 1,4 inch để các bạn có thể là trình diễn về ba cái giải khác nhau. Với giải tần đáp ứng thì đó sẽ từ 60Hz đến 20kHz để các bạn có thể trải nghiệm trên nhiều các bản nhạc. Đó, thì ở đây là những cái thông số cơ bản nhất thôi. Và ở phía trên này chúng ta sẽ có một cái tay sách này. Cái tay sách này nó cũng là cái để chúng ta có thể là vận hành di chuyển ở các cái khu vực quán cà phê. Các bạn là một cái band khoảng 2-3 người, rồi là có vocal, có guitar, rồi có cái phần để chơi thêm đạo cụ nữa. Và đây là phía mặt trên. Các bạn nhìn vào phía mặt trên này thì các bạn thấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái nút khá là truyền thống. Nó cũng không quá bị cách điệu và biến thể đi như những cái phiên bản của các thương hiệu khác. Nhưng mà Yamaha thì vẫn sẽ giữ được các cái phần thiết kế, các núm nắp này dưới dạng như những cái núm ampli ngày xưa, các bạn thấy không?
Đấy, nó rất là giống. Cái thứ hai là nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có 3 cái line để có thể là kết hợp với cả micro hoặc là một số các thiết bị đạo cụ khác. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái line để có thể kết hợp giữa nguồn tín hiệu 4 và 5 để các bạn có thể sử dụng Bluetooth hoặc là các cái tín hiệu đầu vào. Cụ thể nữa thì chúng ta sẽ có các cái phần con loa này có thể cấp cả nguồn phantom này cho các bạn sử dụng các loại mic để cấp nguồn này. Đây, mình sẽ đi qua cho các bạn nhanh về một số các tính năng nhé. Thì đầu tiên thì với cái dòng loa này mình thấy khá là hay khi nó được tích hợp với cả các cái hiệu ứng effect như reverb, delay và chorus để các bạn có thể lựa chọn effect một cách đơn giản và nhanh nhất bằng cái nút knob để có thể điều chỉnh này. Phía dưới này thì các bạn sẽ có một cái núm màu xanh xanh này này. EQ preset thì nó sẽ giúp cho cái việc các bạn khi hiệu chỉnh và lựa chọn các cái phần lựa chọn với các cái thiết bị như là micro hoặc là chơi guitar này. Và hơn nữa sang đây chúng ta có thể sử dụng cả cable brass nữa ở cái ngõ vào 4-5 này. Dưới này thì chúng ta sẽ có một cái núm để hiệu chỉnh về level, tức là tăng cường về cái decibel âm lượng. Đấy. Và ở đây chúng ta sẽ có cái đèn pick để có thể báo được cái việc khi quá ngưỡng. Phần còn lại thì ở đây chúng ta sẽ có cái nút bấm này, hiệu chỉnh như là dành cho mic, line-in, vân vân. Đó, công nghệ Bluetooth này. Rồi, ở đây sẽ có thêm tính năng đó là feedback suppressor, tức là nó sẽ giúp cho cái việc mà khi các bạn sử dụng cho các không gian nhỏ hoặc là các phòng bị cộng hưởng ý, thì cái tính năng này nó sẽ giúp cho cái việc mà giảm thiểu cái phần đó, tránh cái việc mà khi chúng ta bị va cộng hưởng những cái phần tạp âm dẫn đến cái việc sử dụng loa nó sẽ có thể bị hú rít hoặc là gây ra những hiện tượng không đáng có. Ngoài ra nữa thì ở đây chúng ta sẽ có một cái núm màu vàng này này. Đấy, nó sẽ có thể hiệu chỉnh cho các bạn về cái tính năng về nghe nhạc các thể loại khác nhau. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái núm clap để các bạn có thể là hiệu chỉnh các cái phần hiệu ứng như là delay, các bạn có thể thấy là reverb, tie time này. Các bạn có thể hiệu chỉnh theo các cái không gian khác nhau. Đó, các bạn đến đâu thì nó sẽ có thể hiệu chỉnh theo cái ở đến đó. Và một cái đặc biệt nữa thì loa này hoàn toàn có thể làm một cái loa monitor và các bạn hoàn toàn có thể link được nhiều loa. Và mình đánh giá cao về cái thiết kế của Yamaha lần này khi họ đã không làm quá nhiều các cái đầu và tín hiệu đầu vào ở phía sau này. Mà họ sẽ tích hợp trên một cái núm này luôn để các bạn khi mà muốn chuyển nó thành cổng monitor, thành loa monitor hoặc là loa để link sang một loa khác, bạn chỉ cần vặn sang qua cái chữ link này này. Đấy là nó có thể hiển thị rồi. Ở đây các bạn sẽ có một cái nút nguồn này. Đấy, và ở đây chúng ta sẽ có cái đèn meter để các bạn có thể đo decibel. Ở đây thì các bạn sẽ có tiếp là cái phần vạch pin. Đấy, nó sẽ có các cái phần trăm pin rất là cụ thể. Và mình để ý là cái chất liệu mà thiết kế ở cái mặt trên này nó sẽ gần như là bằng kim loại. Thì khi bằng kim loại như này thì nó sẽ giúp cho cái việc mà loa nó sẽ có thể tỏa và tản nhiệt được ấy. Đấy, cho nên là cái quá trình vận hành với cái mức công suất đạt đâu đó là 180W thì loa cũng sẽ có thể đem lại cái thời lượng sử dụng maximum cho các bạn là lên đến 10 tiếng. Đó, rất là ok với dòng loa xách tay di động có pin như vậy. Liên quan đến cả cái phần góc mở ở phía trước này thì loa sẽ có thể đạt được cái góc mở là 90x90 độ cho cái không gian mà các bạn đáp ứng ở phía mặt trước này đến phía người nghe, như là cái một cái nhóm khoảng 5-6 người ấy, thì nghe cũng rất là đầy đủ về cái phần chất âm. Và tiếp theo nữa thì mình cũng muốn là chia sẻ với các bạn thêm một cái tính năng rất hay, rất nhanh luôn. Thì trên cái Yamaha đã phát triển trên cái nền tảng điện thoại của iOS và Android một cái phần mềm rất là hay, đó là phần mềm Stepad Controller. Thì cái phần mềm này thì mình thấy nó cái đa nhiệm của nó rất là hay và nó rất là trực quan. Thì các bạn kết hợp vào phần mềm ấy, nó sẽ nhận ra này. Giờ đây khi các bạn kết hợp vào nó sẽ ra luôn cả nhìn thấy cái loa Stepad MK2 này, rồi là SPT200, Stepad 200 này. Đấy, đây cái bản demo mình chưa bật loa, mình sẽ cho các bạn xem qua cái giao diện. Thì ở trong cái giao diện này chúng ta sẽ có thể thấy được là nó có thể làm được rất nhiều những cái điều chỉnh chuyên nghiệp như một cái bàn mixer số. Các bạn hoàn toàn có thể cắt EQI cho từng ngõ vào. Ngoài ra thì có thể cắt com này, rồi là thậm chí là có thể chuyển thể giữa dynamic rồi mic condenser để có thể hiệu chỉnh cho các mic này. Rồi tiếp theo là có thể tăng chỉnh về decibel rất là nhanh bằng các cái thao tác cảm ứng như vậy thôi, không cần phải ra đến loa. Ngoài ra thì cũng có thể sử dụng các cái preset bằng cách recall những cái cấu hình về effect rất là tiện lợi. Đấy. Và một điểm đặc biệt nữa mà mình cảm thấy nó rất là hay, nó sẽ có một cái giao diện để có thể hiển thị bài hát với tất cả các bài hát mà các bạn đang có trong máy. Rất là tuyệt vời. Phân chia album, rồi là ca sĩ, rồi là dò tìm, rất là tiện lợi. Và ở cái phần cài đặt này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái điều chỉnh nó có thể là giúp cho cái việc vận hành loa đơn giản và dễ dàng hơn. Và có rất nhiều nữa ở đây.
Thì hiện tại là do hôm nay thời gian có hạn nên mình cũng làm nhanh cho các bạn thôi. Thì mình sẽ vào nhanh những cái CH ở đây, các bạn thấy là nó sẽ có thể hiệu chỉnh được như là reverb này, delay chorus rất là độc lập, tăng cường bao nhiêu dispend, khuếch đại như thế nào, rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Đó, thì như bạn thấy thì mình vừa chia sẻ cho các bạn nhanh về một chút về cái phần giao diện sử dụng cái dòng Stepper 200 này. Thì cũng còn rất nhiều các khách hàng khác muốn trải nghiệm một sản phẩm nên là phần review của mình cũng tạm làm nhanh như vậy thôi. Và trong thời gian tới thì HD Radio cũng sẽ có những cái mẫu sản phẩm này để cho quý vị và các bạn có thể có thêm một cái sự lựa chọn về một cái mẫu sản phẩm có thể nói là đột phá trong năm 2023 của Yamaha khi đem lại thị trường những mẫu sản phẩm này. Và bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đi vào sâu phía trong kia, chúng ta sẽ xem thêm một chút về cái mẫu sản phẩm Stepper 1K và MK2 trong thời gian 2022. Nào, xin mời các bạn. Các bạn thấy thì đây là cái phần trình diễn của Stepper 200 ở một cái không gian đâu đó khoảng hiện nay phải tầm 150 đến 160 mét vuông. Thì anh cứ cho em nó to lên một tí nữa em thôi. Vâng, để em quay một đoạn cho. Đấy thì các bạn thấy thì đây là cái phần chất lượng âm thanh của cái loa này. Và bên này thì mình cũng đã tranh thủ nhanh kịp được thấy ngài giám đốc kinh doanh của Yamaha đến từ Nhật Bản. Và chúng tôi cũng gặp nhau khá là nhiều lần ở ngày hôm nay trong sự kiện này, thì một lần nữa chúng ta lại có duyên gặp nhau. Chào ngài. Vâng, thưa các bạn, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái không gian ở phía trong này. Chúng ta sẽ gần xem được những cái mẫu sản phẩm của Yamaha năm 2022, những sản phẩm loa Color Murray. Đây, các bạn thấy thì chúng ta sẽ có những cái mẫu Color Murray của Stepper. Thì nói về Color Murray thì trong suốt cái thời gian vừa qua thì ở thị trường cũng rất nhiều các thương hiệu phát triển rồi. Và những cái thương hiệu như JBL, Bose, rồi là Sound King, rồi là Yamaha các bạn đang thấy ở đây. Và thị trường Color Murray chắc chắn là trong tương lai sẽ là những cái lựa chọn rất tốt cho quý vị và các bạn. Vì đơn giản là rất là nhỏ gọn, bích hợp liền lắp đi luôn. Ngoài ra nữa thì cái việc mà di chuyển nó rất là dễ dàng. Đó, thì không gian ngày hôm nay thì hãng đã trình diễn phiên bản Stepper 1K, MK2 và phiên bản Stepper 1K. Đó, đây các bạn thấy hai bên này. Được bố trí hôm nay hãng bố trí layout rất là đầy đủ và cụ thể. Đây, đây chúng ta sẽ có nữa này. Ok, và thì buổi review ngày hôm nay thì mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một chút nữa về những cái trải nghiệm trong buổi ra mắt sự kiện của Stepper 200 các bạn nhé. Và hẹn gặp lại quý vị bạn trong các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Quên cơn ấy anh dừng lại.
HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.